cán bộ công an cho vay nặng lãi gần 5.000% một năm hầu tòa. Công an bắt khẩn cấp đối tượng chuyên thu tiền bảo kê trên sông Thị Vải Đồng Nai. Thái Bình loạt cán bộ chiếm đoạt tiền trợ cấp gây bức xúc trong dư luận. Hà Nội người phụ nữ bốc hơi 1,5 tỷ đồng trong tài khoản sau khi cài một phần mềm trên điện thoại. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mới đây, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử bị cáo Phạm Thị Hậu, sinh năm 1990, trú tại Hoài Đức, Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng vụ án, các bị cáo gồm Thái Thu Trang, Nguyễn Thị Minh Huệ, Phạm Thị Hương Lan, Phùng Văn Đông, Đào Văn Thắng bị xét xử về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong số các bị cáo, Nguyễn Thị Minh Huệ là cựu cán bộ phòng 01, Cục Công nghiệp An ninh Bộ Công an bị tước danh hiệu Công an Nhân dân tháng 2 năm 2024. Theo hồ sơ vụ án năm 2016, Phạm Thị Hậu làm nhân viên tại công ty trách nhiệm hữu hạng bất động sản TNB Land, đồng thời làm nhân viên công ty cổ phần bất động sản VHS, Do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, nên bị cáo đưa thông tin gian dối về các suất ngoại giao tại các dự án để khách hàng tin tưởng chuyển tiền và chiếm đoạt. Trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 1 năm 2023, bị cáo hậu chiếm đoạt của 11 bị hại số tiền hơn 57 tỷ đồng, đã trả lại hơn 12 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 44 tỷ đồng. Một trong số các nạn nhân của hậu phải kể đến là ông Nguyễn Viết Quy ở tỉnh Hưng Yên, hậu đã trao đổi với ông Quy về việc có các căn xuất ngoại giao với giá rẻ tại dự án ở Hạ Long. Sau đó, ông Quy chốt mua 4 căn biệt thự thuộc dự án San Maria Hạ Long, chuyển hơn 21 tỷ đồng tiền đặt cọc cho hậu. Thời gian sau, ông Quy dục hậu thực hiện hợp đồng. Lúc này hậu cho biết số tiền ông Quy chuyển, bị cáo không đặt cọc mua biệt thự như cam kết mà dùng vào việc cá nhân. Sau đó, hậu đã trả lại cho ông Quy hơn 3 tỷ đồng. Một người bị hại khác là bà D cũng bị hậu lừa đảo chiếm đoạt hơn 7,2 tỷ đồng thông qua việc bị cáo nhận tiền đặt cọc mua các suất ngoại giao căn liền kề dự án Sonasi Vân Đồn Habo City ở Quảng Ninh. Quá trình điều tra hậu khai sử dụng phần lớn số tiền chiếm đoạt được của người bị hại để trả tiền gốc và lãi cho các đối tượng cho vay lãi nặng. Cơ quan điều tra tiến hành xác minh hành vi cho vay lãi nặng của các cá nhân này. Theo kết luận điều tra, hậu vay tiền của ba nhóm gồm Phùng Văn Đông và Đào Văn Thắng, Thái Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Minh Huệ, Phạm Thị Hương Lan, sau khi quen biết thì hậu rủ những người này tham gia đầu tư bất động sản rồi vay tiền. Trong đó bị cáo Nguyễn Thị Minh Huệ, cựu công an cùng với bị cáo Thái Thu Trang nhiều lần cho hậu vay lãi. Cơ quan điều tra xác định từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 11 năm 2021, hai người này 17 lần cho hậu vay tiền, tổng số tiền là hơn 6,8 tỷ đồng, với lãi suất từ 547% đến 4.692% một năm. Hai bị cáo cùng hưởng lợi bất chính số tiền 5,4 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Huệ còn cho hậu vay riêng tổng số tiền 8 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính 11 tỷ đồng. Bị cáo Trang cũng cho Huệ vay riêng tổng số tiền 8,9 tỷ đồng, hưởng lợi tổng số tiền hơn 7,3 tỷ đồng. Việc cho vay đều diễn ra trong thời gian ngắn chỉ vài tháng. Đến tháng 10 năm 2021, Phạm Thị Hậu vỡ nợ không còn khả năng chi trả. Bị cáo đã yêu cầu những người cho vay gồm Đông Thắng, Lan Trang Huệ hỗ trợ trả lại số tiền lãi đã nhận. Tháng 11 năm 2021, Thái Thu Trang đã trả lại hậu số tiền 4 tỷ đồng, Đào Văn Thắng trả lại toàn bộ số tiền lãi đã nhận. Sau khi xét xử, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hậu 20 năm tù tội, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cựu công an Nguyễn Thị Minh Huệ bị phạt 16 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cùng tội danh bị cáo Thắng Đông, mỗi người lãnh 6 tháng 23 ngày tù bị cáo Trang 18 tháng cho hưởng án treo, bị cáo Lan 15 tháng cho hưởng án treo. Ngày 22 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Long Thành, Đồng Nai đang tạm giữ Bùi Minh Trọng, 44 tuổi, biệt danh Quý Đen, xã Phước Bình, huyện Long Thành để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Long Thành bắt quả tang trọng đang cưỡng đoạt tài sản của một số chủ ghe đánh bắt tôm cá, chủ bè nuôi cá trên sông Thị Phải, đoạn thuộc cảng Gò Dầu B, xã Phước Thái, huyện Long Thành. Qua đấu tranh, đối tượng trọng thừa nhận một số chủ phương tiện để được đánh bắt tôm cá ở đoạn sông trên phải đóng tiền hàng tháng cho mình. Anh NCC, quê ở Long An cho biết, đã đánh bắt ở đây từ năm 2010. Từ năm 2017, Trọng bắt đầu nảy sinh ý định bắt các ghe đánh bắt cá phải chung chi tiền hàng tháng, mỗi tháng 1 triệu đồng. Về sau đánh bắt khó khăn, năn nỉ mãi giảm xuống còn 500.000 đồng. Những lần thu tiền, Trọng đều báo trước một hôm để đại diện người đánh bắt đi gom rồi giao lại cho hắn một thể. Anh NCG bức xúc. Chúng tôi làm vất vả cả đêm, kiếm được gần 1 triệu đồng, trừ chi phí đi chỉ còn lại được 300 đến 500 nghìn đồng ăn uống tàn tiện còn dư được chút ít gửi về quê lo cho các con học hành. Từ giờ trở đi, chúng tôi được đánh bắt tôm cá tự do, không phải chung chi gì nữa. Cũng phải chung chi tiền bảo kê hàng tháng cho trọng, còn có vợ chồng anh DHC cùng quê với NCG. Vợ chồng anh D đến vùng này đánh bắt tôm cá từ năm 2019. Theo anh Dê, một số người bạn trước đó đã chung tiền cho trọng hàng tháng mới được đánh bắt thủy sản, nếu không sẽ bị quậy phá, xua đuổi. Anh DHC kể. Để được yên ổn làm ăn, vợ chồng tôi phải bấm bụng làm theo, lúc đầu đóng 700.000 một tháng, sau đó nâng lên 1 triệu đồng. Thời gian gần đây đánh bắt khó khăn, xin trọng giảm xuống cho còn 500.000 đồng một tháng. Hai tháng phải đóng một lần, lúc trọng nhậu say còn gọi điện kiếm chuyện chửi bới, dọa đuổi không cho chúng tôi đánh bắt ở đây nữa. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Long Thành đang khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của đối tượng. Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án các cựu lãnh đạo xã Hồng An, huyện Hưng Hà về tội tham ô tài sản, tội làm giả, con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật. Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến năm 2015, bị can Trần Thị Yến, sinh năm 1959, nguyên cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội xã Hồng An, tổ phó tổ chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và bị can Trần Trung cấp Sinh năm 1954, thủ quỹ tổ chi trả trợ cấp ưu đãi người có công xã đã lợi dụng chức vụ quyền hạn không báo giảm chế độ người có công đã chết, làm giả các hồ sơ khai tử đối với người đã chết, hồ sơ người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công, hồ sơ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học giảm khả năng lao động trên 81%, hồ sơ người thân của bệnh binh từ 81% trở lên chết, làm giả 19 hồ sơ người có huy chương kháng chiến chết để chiếm đoạt tiền mai táng phí, tiền trợ cấp các loại. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Yến và Cấp nhận tạm ứng tiền trợ cấp từ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, giả mạo chữ ký của thân nhân những người được hưởng chế độ để chiếm đoạt tiền trợ cấp. Từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 7 năm 2017, bị can Vũ Thị Trang, sinh năm 1990, thành viên tổ chi trả trợ cấp, vì nẻ nang đã giúp sức cho Yến lập ký khống chứng từ thanh toán tiền trợ cấp cho đối tượng chính sách. Với các hành vi trên, Trần Thị Yến gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 1,125 tỷ đồng, chiếm đoạt 873 triệu đồng. Trần Trung Cấp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 862 triệu đồng, chiếm đoạt 746 triệu đồng. Vũ Thị Trang giúp sức cho Yến chiếm đoạt 81 triệu đồng. Từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 6 năm 2018, bị can Trần Hữu Sơn, sinh năm 1963, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng An, tổ trưởng tổ chi trả trợ cấp cho người có công xã và Nguyễn Đình Lân, sinh năm 1960, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng An đã buông lỏng quản lý, không kiểm tra kiểm soát, đối chiếu trong việc lập hồ sơ xác nhận, ký các tài liệu trong các hồ sơ trợ cấp cho người có công chi trả trợ cấp người có công do Yến cùng đồng phạm lập khống, làm giả giấy tờ gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền gần 810 triệu đồng. Tại phiên tòa, trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ và các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, tuyên phạt bị can Trần Thị Yến 18 năm tù giam, Trần Trung Cấp 17 năm tù giam, Vũ Thị Trang 5 năm tù giam, Trần Hữu Sơn 1 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo, Nguyễn Đình Lân 1 năm tù cho hưởng án treo. Ngày 22 tháng 8, công an thành phố Hà Nội cho biết, gần đây, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao liên tiếp tiếp nhận các trường hợp bị lừa đảo với thủ đoạn hướng dẫn cài đặt phần mềm hỗ trợ đăng ký cấp căn cước để chiếm đoạt tài sản. Theo đó, lợi dụng việc cấp thẻ căn cước đối với trẻ em từ 0 đến 14 tuổi, các đối tượng gọi điện tự xưng là cán bộ công an, cảnh sát khu vực yêu cầu người dân tải ứng dụng dịch vụ công giả mạo trên điện thoại để làm thủ tục trực tuyến. Ngay sau khi cài đặt phần mềm giả mạo này, người dân sẽ bị đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại, thực hiện việc chuyển tiền từ thông tin tài khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán được lưu trên điện thoại. Trường hợp chị H, trú tại quận Hà Đông, cũng nhận được điện thoại của đối tượng giả mạo xưng là cán bộ công an quận và hướng dẫn chị tải ứng dụng dịch vụ công. Do chủ quan tin theo lời các đối tượng, chị H đã cài đặt phần mềm giả mạo này, sau đó các đối tượng kiểm soát ứng dụng ngân hàng và chiếm đoạt tổng số tiền 1,5 tỷ đồng. Trước đó cũng tại Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy đã vào cuộc xác minh một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả danh cơ quan công an, gọi điện cho người dân hướng dẫn cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo rồi chiếm đoạt tài sản. Theo đó, vào ngày 11 tháng 6 năm 2024, chị T, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú Cầu Giấy, Hà Nội, có nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy thông báo tài khoản định danh của chị bị lỗi. Đối tượng hướng dẫn chị T cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo. Khi cài đặt xong, chị Tê phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất hơn 1,2 tỷ đồng. Biết mình bị lừa, chị Tê đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Để tránh sập bẫy chiêu lừa đảo giả mạo, cán bộ công an yêu cầu hỗ trợ cài đặt dịch vụ công giả mạo, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi lạ, tin nhắn có liên quan tới cán bộ của các cơ quan chức năng, không làm việc, không cung cấp thông tin cá nhân và cũng không làm theo các yêu cầu thông qua điện thoại đồng thời liên hệ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh về người gọi điện chủ động tìm hiểu thông tin về việc làm căn cước tại địa phương qua tổ dân phố cảnh sát khu vực phụ trách cơ quan chức năng cũng khuyến cáo cảnh giác với những yêu cầu cài đặt phần mềm tuyệt đối không bấm vào các đường link nhận được qua tin nhắn không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc qua link hoặc file apk không lưu thông tin bảo mật dịch vụ ngân hàng trên các phần mềm ứng dụng của điện thoại thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm công nghệ cao trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền cho người thân, mọi người xung quanh. Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên Nguyễn Thị Mai, 39 tuổi, chú thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, án tù trung thân về tội tham mô tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Ngoài ra, liên quan đến vụ án này có 17 bị cáo nhận án phạt 18 tháng tù treo đến 7 năm tù về các tội tham mô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Trong vụ án này, Nguyễn Thị Mai được xác định giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, trực tiếp thực hiện hành vi phạm những tội danh nêu trên. Những người còn lại có vai trò giúp sức. Theo cáo trạng, khi đang giữ chức trưởng văn phòng giao dịch quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê, Mai nhờ 6 cán bộ cấp dưới lập khống một số bộ hồ sơ vay vốn để kinh doanh thời điểm này mai tự lên danh sách người vay rồi nhờ chủ tịch hội phụ nữ các xã trong huyện ký xác nhận đơn thủ tục cam kết trả gốc và lãi hàng tháng khi có hợp đồng vay vốn mai tự giả chữ ký trên các đơn vay vốn và phiếu thẩm định tiếp đó làm giả nhiều bản căn cước công dân để khớp hồ sơ sau khi hoàn thiện các bộ hồ sơ để phát vốn và thu hồi vốn theo từng đợt giải ngân mai trực tiếp lấy tiền từ kế toán của cơ quan rồi ký giả tên người nhận Ngành chức năng xác định từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023, mai cùng 6 cấp dưới lập khống 357 bộ hồ sơ vay vốn tại 10 xã trên địa bàn huyện Hưng Khê, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Trong 10 tỷ đồng nói trên, Mai chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để mai vay hơn 7 tỷ đồng, gần 3 tỷ đồng còn lại mai cung cấp thông tin và thuê đồng phạm Nguyễn Văn Nam 38 tuổi, chú thị trấn Hương Khê làm giả 199 tài liệu và các bản photo căn cước công dân để sử dụng vào việc hoàn thiện 103 bộ hồ sơ vay vốn giả. Đến đầu tháng 5 năm 2023, do kinh doanh bất động sản thua lỗ, Mai không còn khả năng trả lại tiền cho Quỹ Phát triển Phụ nữ huyện Hương Khê. Tính đến ngày 1 tháng 6 năm 2023, dư nợ cả gốc và lãi đối với các bộ hồ sơ vay vốn mà Mai đã lập khống là gần 5,5 tỷ đồng. Ngày 5 tháng 6 năm 2023, Mai cùng đồng phạm bị bắt ngày 21 tháng 8, Tòa án Nhân dân thị xã Kinh Môn, Hải Dương đã tổ chức phiên xét xử đối với bị cáo Trương Thị Hương, sinh năm 1986, cư trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, thường được biết đến với danh xưng Cô Đồng Bổ Cao. Bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong phiên tòa, bị cáo Hương liên tục nói bị cáo bị oan, họ Trương bị oan, và đề nghị hội đồng xét xử minh oan cho bị cáo và họ Trương. Theo cáo trạng, Trương Thị Hương bị cáo buộc lợi dụng sự mê tín và dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của vợ chồng anh T, phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn và vợ chồng anh X, phường Dư Hàng, quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng. Bị cáo Hương thừa nhận chỉ nhận số tiền 4 triệu đồng từ gia đình anh T để mua lễ cúng rằm vào mùng 1 tại điện của mình, nhưng phủ nhận việc yêu cầu anh T chuyển thêm 40 triệu đồng và yêu cầu mẹ anh T chuyển 80 triệu đồng tiền lễ như cáo trạng đã nêu. Bị cáo cũng xác nhận rằng bà Nền, cô ruột của mình, đã trả lại gia đình anh T hơn 60 triệu đồng, nhưng khẳng định không tác động bà Nền làm việc này. Bên cạnh đó, tòa án cũng xem xét các giao dịch tài chính của bị cáo Hương. Theo báo cáo, từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023, tài khoản của Hương có tổng số tiền chuyển vào lên đến hàng triệu đồng. Trong đó, nhiều giao dịch có liên quan đến việc nhận tiền để làm lễ. Tuy nhiên, Hương khai không nhớ các giao dịch này và khẳng định không có hành vi gian dối hội đồng xét xử nhận định rằng tài liệu và chứng cứ trong hồ sơ vụ án chưa làm rõ việc điều tra các giao dịch chuyển tiền vào tài khoản của bị cáo liên quan đến việc làm lễ và xem bói do đó để làm rõ những vấn đề này tòa quyết định trả hồ sơ vụ án cho viện kiểm sát nhân dân thị xã kinh môn để điều tra bổ sung viện kiểm sát được yêu cầu tra cứu thông tin các chủ tài khoản đã chuyển tiền ghi lời khai của những người liên quan về việc có hay không hành vi gian dối của bị cáo hương trong việc nhận tiền phiên tòa đã được hoãn lại để tiếp tục điều tra và làm rõ các vấn đề liên quan trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng. Tổng cục thuế mới đây đã yêu cầu cơ quan thuế địa phương ra soát, thống kê toàn bộ các tổ chức, cá nhân bán hàng livestream trên địa bàn quản lý. Cụ thể, trong văn bản gửi cục thuế các địa phương, Tổng cục thuế yêu cầu ra soát toàn bộ tổ chức, cá nhân livestream bán hàng ở các nền tảng như YouTube, Facebook, TikTok. Từ đó, cơ quan thuế sẽ thanh kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế với các trường hợp có dấu hiệu rủi ro, đơn vị sẽ phối hợp chặt với các cơ quan chức năng, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an xử lý nếu có dấu hiệu cố tình vi phạm pháp luật về thuế. Cục thuế các địa phương cũng được yêu cầu phối hợp với nhau nếu cơ quan thuế tại địa phương khác đề nghị giả soát tổ chức cá nhân có thu nhập cao qua bán hàng livestream. Trong khi đó, thống kê từ Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cho thấy, bình quân mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng với hơn 50.000 nhà bán tham gia trong các phiên livestream thường có tổ chức cá nhân bán hàng cho chính họ hoặc cho blogger, tiktoker, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội được trả hoa hồng từ livestream bán hàng. Theo quy định hiện nay, người bán hàng online sẽ phải nộp thuế giá trị gia tăng VAT và thu nhập cá nhân nếu có doanh thu từ 100 triệu đồng một năm. Cá nhân có thu nhập từ tiền hoa hồng do livestream bán hàng phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế lũy tiến từng phần với 7 bậc, thuế suất từ 5 đến 35%. Trường hợp hoa hồng được trả cho hộ kinh doanh, họ sẽ phải khai nộp thuế theo mức 7%, gồm 5% thuế VAT và 2% thu nhập cá nhân. Theo Tổng cục Thuế, 6 tháng đầu năm, gần 43.000 doanh nghiệp, cá nhân được kiểm tra về khai nộp thuế. Nhóm này đã nộp gần 9.980 tỷ đồng, tăng khoảng 3.480 tỷ đồng so với cùng kỳ. Cơ quan thuế cũng xử lý 4.560 trường hợp vi phạm, truy thu và phạt gần 300 tỷ đồng. Trong bối cảnh hoạt động thương mại điện tử đang nở rộ, dần chiếm thị phần áp đảo so với thương mại truyền thống, việc tăng cường các giải pháp quản lý thuế với lĩnh vực này là rất cần thiết, tạo sự công bằng với các hình thức kinh doanh truyền thống. Tuy vậy, nếu chỉ kêu gọi sự tự giác là rất khó. Vì thế, Bộ Tài chính cần có những quy định cụ thể, chính sách rõ ràng, thu như thế nào, căn cứ vào đâu để xác định thuế. Từ đó, cán bộ thuế cũng như người kinh doanh hiểu rõ để tránh thất thu thuế và đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ cho người tham gia. Từ sáng sớm, hàng trăm phụ huynh quận Nam Từ Liêm đã tới cổng trường tiểu học Tây Mỗ 3 với mong muốn chất vấn nhà trường về việc không nhận con em có địa chỉ thường trú tại Tây Mỗ, nhà sát trường. Đây là cư dân sống ở các tổ dân phố 72 trong khu đô thị Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ đối diện trường. Nhiều người cho biết cư dân đã lập nhóm Zalo với gần 1.000 thành viên. Tất cả đang lo lắng trước nguy cơ nhà gần trường mà con không được vào học. Con em của họ phải sang học tại trường tiểu học Lý Nam Đế, địa chỉ ở Miêu Nha, Nam Từ Liêm, cách nhà 4 đến 5 km rất bất tiện cho việc di chuyển. Sau sự việc trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo Phòng Giáo dục Đào tạo quận Nam Từ Liêm, về đối tượng có nguyện vọng nhập học cho con trong năm học 2024-2025 gồm: Thứ nhất là những học sinh các lớp 2, 3, 4, 5 từ các trường lân cận xin chuyển về trường mới theo khảo sát sơ bộ, trường Tiểu học Lý Nam Đế gần đó có 233 học sinh có nguyện vọng xin chuyển về. Đối tượng thứ hai là học sinh từ các tỉnh khác, quận khác mới chuyển về sinh sống tại các tòa chung cư. Đối tượng thứ ba là học sinh năm nay vào lớp 1 nhưng trong kỳ tuyển sinh năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo vừa qua không nộp hồ sơ vào trường. Một số em đã nộp hồ sơ vào các trường khác, có thể có nguyện vọng tiếp tục được rút hồ sơ để chuyển về trường Tiểu học Tây Mỗ 3. Về phương án giải quyết, cơ quan này cho rằng trước hết cần tuyên truyền để người dân hiểu Tây Mỗ 3 là trường công lập được tách ra từ Tiểu học Tây Mỗ dành cho học sinh lớp 2 đến lớp 5 và tuyển mới lớp 1 thuộc các tổ từ tổ 7 đến 12 và các tòa nhà chưa phân tổ thuộc khu đô thị Smart City. Theo phòng, chủ trương của quận là đưa Tây Mỗ 3 thành trường chất lượng cao nên cần duy trì sĩ số đạt chuẩn 35 học sinh một lớp. Sau khi nhận các nhóm trên, tổng số học sinh của Tây Mỗ 3 là 30 lớp với 1 1.111 em, vượt 61 chỉ tiêu, đều nằm ở lớp 1. Phòng khẳng định tuyển sinh đầu cấp đúng quy định, việc vượt chỉ tiêu do tốc độ tăng dân số nhanh của địa bàn. Cơ quan này cho hay, sau khi nhận đơn của những người có nhu cầu, phòng sẽ tổng hợp phân loại và thống kê, báo cáo lãnh đạo quận và tham mưu phương án giải quyết, đảm bảo đúng quy định. Trưa 21 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái cho biết, cháu DVL 6 tuổi, chú xã Lâm Giang đã được tìm thấy lúc 10 giờ sau 5 ngày đi lạc trong rừng. Theo đó, cháu DVL được một người dân tìm thấy trong rừng thuộc địa bàn xã Lang Thíp, huyện Văn Yên cách vị trí mất tích khoảng 20 km. Ngay sau đó, cháu L được đưa đến trạm y tế để chăm sóc và theo dõi sức khỏe. Thượng tá Phạm Duy Thịnh, trưởng công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, qua kiểm tra ban đầu, sức khỏe cháu trai ổn định. Đây quả là kỳ tích sống sót sau 5 ngày 4 đêm của cháu. Trước đó, cháu DVL cùng gia đình đi ăn rằm tháng 7 tại nhà họ hàng. Trên đường trở về nhà, cháu L cùng 8 người bạn dừng chân tại khu vực đồi sau nhà hái quả. Tuy nhiên sau đó cháu L một mình rẽ sang đi hướng khác và từ đó không thấy đâu. Người nhà cùng người dân địa phương đã tỏa đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy. Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động hơn 150 người gồm công an, quân đội, dân quân tự vệ, gia đình cùng người dân tham gia tìm kiếm cháu trai suốt 5 ngày qua. Ngoài việc tìm kiếm tại các địa điểm hố sâu, hang đá, khe suối, giám sát qua các camera dọc tuyến tỉnh lộ 164 lực lượng chức năng còn hút cạn một ao nước gần khu vực cháu L mất tích để tìm kiếm. Liên quan đến làn sóng giá đất nền tăng cao kỷ lục ở một số huyện ngoại thành trong thời gian qua, một lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cho biết đang phối hợp với cơ quan công an thu thập, xác minh nghi vấn có nhóm đối tượng kích sóng đất nền thông qua các phiên đấu giá đất. Theo vị lãnh đạo trên, việc đấu giá đất do cấp địa phương tự tổ chức nhưng vẫn cử cán bộ theo dõi các phiên đấu giá đất vùng ven ở các huyện Đan Phượng, Thanh Oai và Hoài Đức. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng ghi nhận tình trạng một số lô đất được trả giá cao vọt lên gấp nhiều lần trong các phiên đấu giá đất. Thực tế, giá trung đấu giá đất các huyện vùng ven Hà Nội liên tục đội lên, phiên sau luôn cao hơn trước. Trước thực tế trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang phối hợp với cơ quan công an xác minh nhóm đối tượng kích sóng đất nền qua các phiên đấu giá. Lý do bởi tình trạng giá trúng đấu giá đất qua các phiên liên tục bị đẩy lên sẽ có tác động khiến đất nền vùng ven ngoại thành Hà Nội bị đẩy lên, tiềm ẩn bất ổn định cho thị trường bất động sản. Trước đó ngày 28 tháng 7, huyện Đan Phượng đã tổ chức đấu giá 85 lô đất ở các xã Đan Phượng, Hạ Mỗ và Phương Đình. Phiên đấu giá này có tới 1252 bộ hồ sơ nộp tham gia đấu giá. Kết quả có lô đất tại xã Hạ Mỗ được trả giá lên 99,2 triệu đồng một mét vuông. Mức giá này khiến nhiều người bất ngờ vì quá cao với thực tế. Sau phiên đấu giá trên, ngày mùng 10 tháng 8 vừa qua, thị trường bất động sản Hà Nội tiếp tục sụp sôi khi phiên đấu giá 68 lô đất ở xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, có tới khoảng 1.600 người nộp 7.000 bộ hồ sơ vào tham gia đấu giá. Kết thúc phiên đấu giá, lô đất góc có giá trúng cao nhất là hơn 100,5 triệu đồng một mét vuông. Hầu hết các lô đất có giá trúng từ trên 80 đến 90 triệu đồng một mét vuông. Lô trúng thấp nhất là 63,5 triệu đồng một mét vuông. So với giá khởi điểm, giá các lô trúng ở xã Thanh Cao đã cao gấp từ 5 đến 8 lần, chưa dừng lại ở mức giá trên. Phiên đấu giá 19 lô đất ở khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, với hơn 1.100 bộ hồ sơ gửi tham gia trả giá, mới đây tiếp tục làm nóng bỏng thị trường. Phiên đấu giá này trải qua 9 vòng đấu, kéo dài trong suốt 19 giờ đồng hồ, từ 9 giờ ngày 19 tháng 8 đến 4 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8, đã lập kỷ lục mới về giá đất nền ở ngoại thành Hà Nội. Cụ thể, giá trung đấu giá cao nhất lên đến 133,3 triệu đồng một mét vuông. Đối với LK03-12 là thửa góc, có 3 mặt tiền, rộng hơn 113 mét vuông. So với giá khởi điểm là 7,3 triệu đồng, lô đất này đã được nhà đầu tư trả gấp hơn 18 lần. Hai lô đất có giá trùng đấu giá cao thứ hai là LK036 và LK046 lên đến 127,3 triệu đồng một mét vuông. 14 lô còn lại có giá trùng đấu giá từ 97,3 triệu đồng đến 121,3 triệu đồng một mét vuông. Có hai lô trúng có giá đấu giá thấp nhất cũng lên đến 91,3 triệu đồng một mét vuông. Đáng chú ý, tại các phiên đấu giá trên, nhiều hội nhóm môi giới bất động sản cũng có mặt bật chế độ phát video trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội để tường thuật không khí xung quanh khu vực đấu giá nhằm mục đích thổi giá, đầu cơ kiếm lời. Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành quyết định cho phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh thôi giữ chức vụ hiệu trưởng trường Đại học Luật theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 19 tháng 8, đồng thời giao phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Tiến Việt, phó hiệu trưởng nhà trường làm phó hiệu trưởng phụ trách cho đến khi có quyết định mới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh là hiệu trưởng đầu tiên từ tháng 10 năm 2022 của Trường Đại học Luật Đại học Quốc gia Hà Nội kể từ khi trường này được thành lập, trước đây là khoa luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Bên cạnh đó, suốt 24 năm gắn bó với công tác giảng dạy, sự nhiệt thành, tâm huyết của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh đã truyền lửa đam mê, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và 18 năm gắn bó làm công tác quản lý. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh đã cùng với các cộng sự xây dựng được bộ khung chiến lược phát triển nhà trường, đồng thời đã đưa thương hiệu trường đại học luật lên tầm cao mới. Tuy nhiên, sau khi đăng tải thông tin, nhiều bình luận cho rằng việc xin từ chức của tiến sĩ Quế Anh liệu có liên quan đến sự việc lùm xùm của ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Trân Quang. Được biết, ông Vương Tấn Việt có nghi vấn chưa tốt nghiệp cấp 3 dùng bằng giả nhưng đã bảo vệ luận án tiến sĩ thành công vào tháng 9 năm 2021, đồng thời có bằng tiến sĩ chỉ trong vòng vỏn vẹn 2 năm trong khi theo quy định của pháp luật thì thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ là tương đương 3 đến 4 năm học tập trung tùy theo yêu cầu của ngành đào tạo và trình độ đầu vào của người học. Nhưng nơi ông Việt được đào tạo và cấp bằng tiến sĩ luật là Trường Đại học Luật Hà Nội chứ không phải Trường Đại học Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Do đó, việc tiến sĩ Quế Anh thôi chức vụ hiệu trưởng không liên quan tới sự việc của ông Việt. Năm 2017, ông Vương Tấn Việt trúng tuyển văn bằng 2 khóa 1 trình độ Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học của trường Đại học Luật Hà Nội mở tại trường Cao đẳng Bách Việt, thành phố Hồ Chí Minh. 2 năm sau đó, ông được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân với loại giỏi và tiếp tục trúng tuyển nghiên cứu sinh khóa 25B. Đến năm 2021, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường Đại học Luật Hà Nội. Ngày 21 tháng 8, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết, vừa ra quyết định kỷ luật ông Trần Quốc Duy, 43 tuổi, tỉnh ủy viên Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Bình Phước, ông Trần Quốc Duy bị kỷ luật cảnh cáo do suy thoái về đạo đức lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và đã bị kỷ luật cảnh cáo tại quyết định số 1433/QDTU ngày 22 tháng 7 năm 2024 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thời gian thi hành kỷ luật ông Duy kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2024. Trước đó Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh ông Duy bị người dân bắt giữ vì nghi ngờ ông này đã quan hệ đồng tính với ca, nam sinh 16 tuổi, tại nhà riêng của em ở xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Trong video, người dân đã tìm thấy một số bằng chứng liên quan như bao cao su đã qua sử dụng và một số viên thuốc nhỏ được bỏ trong hộp, nghi là thuốc kích thích. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bình Phước đã họp xem xét về hành vi của ông Duy. Sau đó, Ủy ban kiểm tra báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét xử lý kỷ luật ông Duy. Ông Duy quê quán Thái Bình, có trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục tại Đại học Queensland ở thành phố Brisbane, bang Queensland, Úc. Ông từng là giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung, tỉnh Bình Phước, bí thư tỉnh đoàn. Tháng 4 năm 2022, ông nhận nhiệm vụ giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bình Phước. Chiều 20 tháng 8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử đối với 5 cầu thủ từng thuộc biên chế của câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Và sự thật đằng sau câu chuyện này dần được hé lộ. Nhóm cầu thủ này gồm tiền vệ Đinh Thanh Trung, 36 tuổi, thủ môn Dương Quang Tuấn, 28 tuổi, tiền vệ Nguyễn Trung Học, 26 tuổi, trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng, 22 tuổi và tiền vệ Nguyễn Văn Trường, 21 tuổi. Tuy nhiên sau phần kiểm tra căn cước, thẩm phán thông báo hoãn phiên tòa do luật sư của bị cáo Dương Quang Tuấn vắng mặt. Việc hoãn này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo. Phiên tòa sẽ mở lại ngày 27 tháng 8. Theo cáo trạng, ngày 4 tháng 5, tại phòng 501, khách sạn BM thuộc tổ dân phố 8, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, nhóm 5 cầu thủ trên có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng với 5 cô gái. Trong số này có một cô gái 17 tuổi các bị can thống nhất góp tiền mua ma túy để tổ chức sử dụng trong đó đinh thanh trung là người chủ mưu thông báo địa điểm trực tiếp đi lấy ma túy cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy và rủ người khác đến sử dụng cùng dương quang tuấn là người trực tiếp liên hệ mua và đi lấy ma túy chuẩn bị công cụ đồ vật để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trực tiếp xào ma túy ketamin cho người khác sử dụng đưa ma túy cho người khác sử dụng nguyễn trung học là người chuẩn bị nước ngọt để pha chế ma túy đưa ma túy cho người khác sử dụng và cũng rủ một người khác đến sử dụng cùng. Nguyễn Ngọc Thắng là người chuẩn bị công cụ để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa ma túy cho người khác sử dụng và là người chuẩn bị nước ngọt, đồ vật để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện tại vẫn chưa có án phạt nào được đưa ra về vụ việc trên. Thế nhưng, Đinh Thanh Trung và Nguyễn Ngọc Thắng được đánh giá có những thành tựu xuất sắc trong sự nghiệp nên sẽ được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định. Đinh Thanh Trung là cựu tuyển thủ quốc gia và từng giành quả bóng vàng Việt Nam 2017, trong khi đó Ngọc Thắng từng là sao mai triển vọng, nhiều lần được triệu tập lên U23 Việt Nam. Năm cầu thủ này hiện đang bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cấm thi đấu vô thời hạn. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Nam Định vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam đối với Hoàng Văn Quảng, sinh năm 1994, cư trú tại khu 3, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Quảng bị khởi tố về hành vi làm tàng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả. Vào trưa ngày 30 tháng 6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác của Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Nam Định đã phát hiện và bắt quả tang Hoàng Văn Quảng khi đối tượng đang vận chuyển tiền giả để bán cho khách hàng tại thành phố Nam Định. Lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra người và khám xét khẩn cấp nơi ở của Quảng, thu giữ tổng cộng 3.100 tờ tiền giả có mệnh giá 5.000 đồng, cùng với 1.848 phôi tờ tiền chưa thành phẩm có cùng mệnh giá. Bên cạnh đó, công an còn phát hiện một số thiết bị liên quan đến việc sản xuất tiền giả, bao gồm một laptop, một máy photocopy màu, hai bàn cắt giấy và các dụng cụ khác dùng để in ấn tiền giả. Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Quảng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của đối tượng, vào khoảng đầu tháng 4 năm 2024, Quảng đã mua một máy tính sách tay và một máy in đa chức năng để phục vụ việc in tiền giả, có mệnh giá 5.000 đồng. Sau khi hoàn tất việc in tiền giả, quảng đã tiến hành bán chúng cho khách hàng ở nhiều tỉnh thành khác nhau hiện tại vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh nam định tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật Công an tỉnh Lai Châu vừa ra quyết định khởi tố vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại Sở Công Thương tỉnh Lai Châu và tạm giữ hình sự ông Trần Văn Huy, 39 tuổi, chú phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, về hành vi đưa hối lộ, tạm giữ hình sự ông Vũ Văn Hình, trưởng phòng quản lý công nghiệp Sở Công Thương tỉnh Lai Châu để điều tra hành vi nhận hối lộ. Theo đại diện Công an tỉnh Lai Châu, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về vật liệu nổ và sử dụng trái phép vật liệu nổ tại thủy điện Nậm Cấu khiến hai công nhân tử vong. Theo tài liệu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lai Châu, tiếp nhận đơn tự thú của Trần Văn Huy, sinh năm 1985 ở phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, là kỹ sư làm việc tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Phát về hành vi đưa hối lộ. Cụ thể ngày 19 tháng 8, Huy đến cơ quan điều tra để xin tự thú về hành vi đưa hối lộ, đồng thời xin nộp số tiền 140 triệu đồng. Vi Khai, trong thời gian từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, Huy đã mở 4 lớp tập huấn cho công nhân liên quan đến vật liệu nổ thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Quá trình tập huấn thi và cấp giấy chứng nhận do Sở Công thương tỉnh Lai Châu cấp, Trần Văn Huy đã thu số tiền 2 đến 3,5 triệu đồng một người, tương ứng 510 triệu đồng để phục vụ vào việc đưa hối lộ cho Vũ Văn Hình. Sau khi tổ chức 4 lớp, Huy đã thu lợi chiếm hưởng 140 triệu đồng. Căn cứ tài liệu do Huy cung cấp, cơ quan cảnh sát điều tra đã mời Vũ Văn Hình lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, ông Hình viết đơn tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi nhận hối lộ. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Vũ Văn Hình đã trực tiếp nhận số tiền 220 triệu đồng từ Trần Văn Huy để tạo điều kiện cho việc tập huấn thi. Từ đó, hình chỉ đạo cấp dưới buông lỏng giám sát, không thực hiện đúng các quy định về tập huấn đối với loại vật liệu nguy hiểm này. Sau khi nhận số tiền trên, Hình đã đưa một phần cho một số người tại Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, phần lớn số tiền còn lại Hình giữ chi tiêu cá nhân. Hiện Vũ Văn Hình đã giao nộp cho cơ quan điều tra số tiền 220 triệu đồng, Trần Văn Huy giao nộp 140 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Trước đó, chiều ngày 9 tháng 8, nhóm công nhân vào hầm công trình thủy điện nậm cấu để đặt thuốc nổ vào các lỗ khoan phá đá thì xảy ra sự cố mìn phát nổ khiến một công nhân nước ngoài tử vong và một công nhân Việt Nam bị thương nặng. Đến nay, công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố bắt tạm giam 5 bị can để điều tra hai nhóm tội vi phạm quy định về vật liệu nổ và sử dụng trái phép vật liệu nổ. Vụ án đang được công an Lai Châu tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật.